Ngài tạo nên con, Ngài cho con vào đời với tình thương và thành ý của Ngài. Ngài chở che, nâng đỡ yêu thương. Nhưng Chúa ơi, con sống nơi trần gian với trầm luân khổ não muôn vàn, lòng lo lắng bồi rối miên man, tâm tư trăm mối bàng hoàng, thế nên con thiếu bình an. Lạy Ngài, xin dạy con, xin dẫn dắt con, để con là người lữ khách bước đi trong bình an. Người bình an không thể làm tôi tiền bạc, không mang danh vọng cao sang, không tự mãn kiêu căng khi được vinh quang, không đau khổ khi gặp gian nan. Bình an chỉ có khi con tim biết phó thác, khi con tim biết tha thứ yêu thương, khi lòng thôi ganh tị ghét hờn, và khi còn có lòng thiên tâm. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, xã hội mà chúng ta đang sống là một xã hội trọng nhân tài, ai có tài thì được trọng dụng. Lẽ đương nhiên ở đây chúng ta cũng phải kể đến yếu tố đạo đức của người có tài nữa. Tài năng và đức độ là hai tiêu chuẩn mà chúng ta thường hay áp dụng để được đề bạt hay tuyển dụng. Đó là chưa kể đến một yếu tố khác, xem ra có vẻ thực tế hơn, đó là nhờ sự quen biết. Bởi vì nhờ vào sự quen biết mà chúng ta dễ kết thân và thuận tiện hơn trong mọi công việc. Có lẽ anh chị em người Việt Nam của chúng mình cũng từng được nghe nói, nhất thân nhì thế là như thế. Và chúng ta cũng nên thành thật và nhìn nhận rằng, lối hành xử như thế vẫn được áp dụng trong các tổ chức tôn giáo. Vì thế, mới nảy sinh ra tinh thần phe phái, và đôi khi che giấu sự thật. Đó là những nguyên nhân đang làm hoen ố bản chất đích thực của Đấng đã chọn và sai chúng ta ra đi để tham dự vào sứ mạng của Ngài. Từ trong lề thói cư xử như thế, chúng ta có thể ngộ nhận và cho rằng Thiên Chúa cũng chọn những người tốt và thiện hảo nhất để làm những người lãnh đạo chúng ta. Đường lối của Thiên Chúa khác hẳn các cư xử của con người. Trước khi Tổ phụ Mai Sen được gọi và chọn để lãnh đạo dân tiến về đất hứa, thì ông đã phạm tội sát nhân. Vua David đã được chọn và gọi trong sứ mạng lãnh đạo, cai quản cả một triều đại, và triều đại của Ngài là một triều đại huy hoàng và thịnh vượng nhất trong lịch sử Do Thái. Thế mà khi còn trẻ, ông đã được cưng chiều quá độ. Rồi sau này, chính bản thân ông đã lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt vợ của thuộc hạ và tìm cách giết hại trung thần để công khai rước vợ của trung thần là giai nhân Bathsheba về làm vợ của mình. Các bài đọc trong phần phục vụ nội Chúa hôm nay đều mang chung một chủ đề là ơn gọi. Hay nói một cách khác là sự tuyển chọn của Thiên Chúa. Chúa là người gọi, phần đáp trả vẫn thuộc về con người. Tuy nhiên nghĩ cho cùng thì việc đáp trả cũng là hồng ân được ban tặng. Bởi vì nếu không có tiếng gọi thì tai chúng ta nghe được những gì? Cuối cùng, Chúa vẫn là người làm chủ. Và thêm trong bài tin mừng ngày hôm nay, tác giả đã thuật lại việc Đức Giê-xu gọi và chọn các môn đệ đầu tiên trong bối cảnh của một mẻ cá kỳ diệu nơi bờ biển. Bắt đầu vẫn là sáng kiến của Đức Giê-xu. Người đang giảng dạy trên bờ bỗng nhiên lại muốn ra khơi. Có lẽ vì thế dân chúng tôn đến quá đông hay chăng? Ngài muốn chọn một không gian rộng lớn hơn để mọi người đều có thể nghe được lời rao giảng của người.
Nhưng việc ở trên thuyền cũng là một sự sắp xếp thật lý thú của thánh sử Luca hôm nay. Bởi vì không ở trên thuyền thì làm sao bắt được cá? Vì thế, phải chăng thuyền ở đây là hình ảnh của hội thánh đương thời? Sau khi giảng cho dân chúng nghe xong, người lập tức yêu cầu Simon Phêrô chèo thuyền ra xa để thả lưới bắt cá. Và kết quả là họ đã bắt được một mẻ cá lạ lùng. Có một chi tiết mà chúng ta cũng nên lưu tâm hôm nay ở đây. Simon Phêrô và các bạn của ông là những người đánh cá chuyên nghiệp. Dựa vào năm tháng đầy kinh nghiệm, họ biết rằng muốn bắt được cá thì cần phải thả lưới ban đêm. Vì thế cho nên khi nghe Chúa mời gọi các ông ta thả lưới, các ông mới thưa với Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Qua lời phân trần này, Simon có ý ám chỉ rằng cả đêm đã vất vả mà không bắt được con nào, thì trời sáng rồi thì làm sao bắt được cá đây? Nhưng nhìn vào kết quả của mẻ cá hôm nay đã khiến cho Simon và những ai dựa vào kinh nghiệm và tài năng của bản thân phải xấu hổ. Một cách thật nhẹ nhàng, Đức Giê-xu đã khiến cho các ông nhận ra lối suy nghĩ và kinh nghiệm của các ông hôm nay chỉ là trò cười cho chính bản thân họ mà thôi. Tuy nhiên, một điều đáng quý nơi Phêrô đó chính là thái độ vâng lời của ông. Cho nên ông đã thưa với Chúa rằng: Nhưng vì lời Thầy phán, con sẽ thả lưới. Và kết quả là một mẻ lưới kỳ diệu. Đứng trước việc kỳ diệu vừa xảy ra trước mắt các ông, Simon vẫn là con người nhăm nhẩu và mau mòn nhất. Nhìn ra thân phận của mình, ông biết rằng dựa vào kinh nghiệm và sức riêng chỉ làm cho ông thấy mình tội lỗi. Nên ông đã sụp lại dưới chân Đức Giê-xu và thưa rằng: Lạy Thầy, xin hãy tránh xa con vì con là người tội lỗi. Cả ông Giacôbê và Gioan cũng kinh ngạc như ông. Lại một lần nữa, Đức Giê-xu làm cho Simon thấy điều ông đang nghĩ lại sai nữa. Mẻ lưới lạ lùng đã xảy ra ngay khi lúc Simon Phêrô nghĩ mình là người có tội. Tội lỗi không phải là nguyên nhân để cản trở ơn phúc. Đức Giê-xu đã thực hiện ngay việc kỳ diệu này trong thân phận bất toàn của các ông và của các môn đệ. Đây quả thực là tin vui mà Đức Kitô muốn đem đến cho chúng ta, những kẻ tội lỗi. Hãy trông cậy vào Thiên Chúa khi tham dự sứ vụ rao giảng tin mừng. Thật vậy, như các kinh sư và các người thuộc nhóm biệt phái khi xưa, chúng ta luống cuống khi tiếp xúc và cư xử với những ai có tội. Trong khi những người thuộc nhóm biệt phái coi thường và cả chúng ta nữa, xếp tội nhân vào loại người không xứng đáng, thì Chúa lại có thái độ khác. Người tạo mọi cơ hội cho những người tội nhân có dịp để trở lại. Thái độ của Đức Giê-xu dành cho Simon Phêrô trong bài tin mừng hôm nay cũng thế. Trong lúc Phêrô đang bị mặc cảm tội lỗi dày vò và dằn vặt khiến ông bất an và nhận ra mình thật bất xứng, thì Chúa lại tìm cách lôi ông thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực đó. Người nói: Phêrô, con đừng sợ, vì từ hôm nay trở đi con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Và các ông đã đưa thuyền vào bờ, từ bỏ mọi sự, nhất là những suy tính dựa trên ý riêng của mình, quên đi quá khứ tội lỗi mà tin tưởng đi theo chân Đức Giê-xu Kitô. Làm sao có thể từ bỏ tất cả để đi theo người đây? Hành động của các ông cần được chứng tỏ ngang qua thời gian và năm tháng, nói đến sự quyết tâm của ngày đầu tiên. Không dễ dàng gì để từ bỏ. Điều khó nhất
là có thể chúng ta từ bỏ được nhiều điều lệ thuộc của cuộc sống mà lại không từ bỏ được chính bản thân mình. Từ bỏ các suy nghĩ cho mình là trung tâm. Từ bỏ cái tôi và nghĩ rằng ngoài mình ra thì giáo hội này chẳng có ai làm được gì cả. Ta vẫn là ta. Dù có hăng say hay thành công đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta muôn đời vẫn chỉ là các môn đệ. Và môn đệ không thể hơn chủ được. Muốn sống, người môn đệ phải biết sống và nương tựa vào chủ. Muốn được như thế, chúng ta cần tập sống từ bỏ và trở thành những kẻ nghèo nhất. Và trong hoàn cảnh nghèo như thế, chúng ta mới biết rằng phải nương tựa vào Chúa. Thiên Chúa là nguồn năng lực duy nhất của người môn đệ. Hãy trông cậy, tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào Đấng đang kêu mời chúng ta. Vì thế, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, qua trình thuật kêu gọi và làm cho Simon Phêrô trở thành kẻ trải lưới người hôm nay, Chúa cho chúng ta biết rằng Phêrô đã được gọi ngay trong hoàn cảnh sống của riêng ông. Sau này, Chúa sẽ ban thêm ơn cho ông. Nhưng ngay trong lúc này, Chúa dùng khả năng sẵn có của Phêrô. Nghề của ông là nghề đánh cá chuyên nghiệp thì cá của ông bắt lên sẽ là cá chết để nuôi sống bản thân. Thì giờ đây Chúa mời gọi ông trở thành kẻ trải lưới người. Phêrô không còn đi bắt cá chết nữa. Nhưng sứ mạng của ông là bây giờ ra khơi, tìm chỗ sâu, thả lưới, bắt cá rồi đưa về đàn mà nuôi sống. Như vậy, phục vụ lời Chúa hôm nay trao ban cho chúng ta một sứ điệp. Đó là Chúa gọi và chọn những người Chúa muốn. Mọi ơn gọi đều xuất phát từ tình thương của người, không phân biệt tu sĩ hay giáo dân. Điều quan trọng, con người phải ý thức rằng mình chẳng là gì trước mặt Chúa, nhưng lại được Chúa yêu thương và tuyển chọn. Phần còn lại, đó là sự đáp trả bằng các đón nhận và làm giàu có tình thương của Thiên Chúa qua cuộc sống của bản thân mình. Vì thế, với ơn Chúa, chúng ta sẽ làm được tất cả. Hẳn anh chị em vẫn còn nhớ và tin rằng những ai nương tựa vào Chúa thì người sẽ chẳng bỏ rơi họ bao giờ. Vì thế, xin anh chị em chúng mình hãy sống nhờ người. Làm việc với người và ở trong người thì cuộc đời của chúng ta sẽ là mẻ cá lạ lùng của Thiên Chúa. Bởi vì Chúa có thể không nhận lời mà ban cho chúng ta điều mà chúng ta nguyện xin. Nhưng tôi tin chắc rằng người luôn có mặt khi chúng ta cần đến người. Amen. Không màng danh vọng cao sang, không tự mãn kiêu căng khi được vinh quang, không đau khổ khi gặp gian nan. Bình an chỉ có khi con tim biết phó thác, khi con tim biết tha thứ yêu thương, khi lòng thôi ganh tị ghét hờn, còn có lòng Thiên Tài.